Phương Trần hỏi ông Trâm có bị bắt không anh Kiệt? Tướng trời mà đâu phải dễ. Nhưng mà bây giờ dân Mỹ nó sau vụ này nó ủng hộ ổng còn quá trời thêm nữa, nên nó ổng vô mánh kỳ này rồi. Ổng mà lên á thì là tất cả những cái ác ở trên thế gian này đều sẽ đi vào lòng đại dương. Cơ trời quý vị đừng có nghĩ là con người của mình tính hơn nha. Đi hàng nghìn năm rồi, cuối cùng Trung Cộng sẽ chia năm sẽ bảy. Cái thế giới này sẽ không còn bất cứ cái ác tồn tại trên quả địa cầu này trong những thời gian kế tiếp không bao xa, vài năm thôi. Cả Trung Cộng, Nga, Bắc Hàn, Cuba, rồi Iran gì đó, nó đi nó phải là đồng bộ nha. Hôm nay Kiệt hiểu thêm một một việc nữa, đó là khối Hồi giáo. Khối Hồi giáo nó mạnh lắm, nó theo đạo á, giống như Ả Rập Xê Út, mấy nước giàu giàu đó. Về tuốt ở bên Á Châu thì có Mã Lai, có Indo, nó cũng là chung bọn nhau, gọi là khối Hồi giáo. Thì hôm nay cả những cái độc tài, những cái bất thiện á, là giống nhau hết, đều là tan nát hết, đều là đi hết. Cả khối Hồi giáo kỳ này cũng xong luôn, chỉ còn lợi khối tự do và tư bản thôi. Đó là cuối cùng của cái màn này, thì lúc đó nó mới có sự công bằng, mọi thứ, công bằng tiếng nói, công bằng bầu cử, công bằng sự chọn lựa đời sống của mình, chứ không phải như bịt tai, bịt mắt, bịt mũi, bịt miệng, rồi bịt YouTube, bịt Facebook, là không có phải như vậy. Còn Trump á, là ổng là tướng trời ở trên cha thượng đế và chư Phật sai ổng xuống để mà tát sạch cái đầm lầy. Nếu hôm nay không có làm khó ổng thì làm sao cái đầm lầy ổng ổng tát sạch được. Quý vị đừng có lo, chờ xem. Chuyện nhỏ như con thỏ. Nhiều người hỏi ông Trump ở tương lai, hôm bữa nay mình nói mình đi đề tài đói mà lại hỏi lạc đề tài nữa. Ok cũng được, không sao, cái này chỉ mới thử ngày đầu đề tài thôi. Có thể lúc đầu vô cái clip á là mình theo cái đề tài, thì sau đó đó là mình chung dung hòa đồng. Tại vì cái cơ hội mà người ta gọi vô ở Việt Nam á, người ta muốn nói chuyện với Kiệt để mà nhận cái điển âm thanh trên điện thoại trực tiếp á, cũng hơi khó đó. Nhận điện thoại giùm cho ta, mọi người khắp mọi nơi. Nhưng mà giờ là việc núp lùm cho nên mới ngồi lại đây nè, mới livestream chỗ này. Chứ nếu không đi ra cái khu Việt Mi Thao á thì nó đông người, có nhiều người ngồi trước mặt. Còn đây có một mình với cái microphone thôi, không có ai hết. Quý vị thích kiểu mình này hay là thích cái kiểu ngồi ở Việt Mi Thao? Hello Alo, Kim Dung. con xin chào sư phụ. Chào Thiên Kim Dung. Con là Thiên Thị Kim Dung. Thiên Thị Kim Dung. Con đang ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghe giọng nói là thanh thoát và thấy biết dân Sài Gòn rồi. Không quá, con quê gốc ở Long An sư phụ ơi. Ngoan. Con quy y là con có cái Thì cái đó sư phụ là người trong đó, hồi lúc bữa họ mấy vị trên trời kêu á, là sư phụ là người số 2, còn số 1 á, là ai sư phụ không có chắc chắn, nhưng mà sư phụ đoán thôi, có thể là Đức Thầy. Tại sau này ngài xuất hiện, ngài mới lật hết bốn con bài úp của mình lên thì ngài mới nói cái chuyện gì là chuyện đó. Còn sư phụ chỉ là người truyền tin trong lúc này. Trên cái màn hình là người truyền tin để mà đưa cái đạo ra trước, và đồng thời cho mấy mấy nghìn người mà nhảy dù xuống làm việc cho Thượng Đế bây giờ, tức là chư Thiên, chư Phật, chư Thánh, họ đang mang thân phàm ở bên nước Việt rất là đông, để mà chờ sau khi Đệ Tam Thế Chiến xảy ra đó, nước Việt sẽ thay triều đổi ngôi á, thì Đức Thầy xuất hiện á, sư phụ về Việt Nam á,
sẽ lập hội Long Hoa phong thần mới, mà cái đó trong danh từ của Sấm Cơ, còn ở ngoài đời mình cứ gọi là hội Việt Kiều, hội Anh Tài gì đi, phải không, về giúp nước đại khái gì đó. Thì nó là loại hội, là hội Long Hoa. Mong không, tại vì Đức Thầy nói là khi nào khắp thế giới bây giờ con thấy từ Iran với Do Thái, từ Bắc Hàn mấy ngày nó bắn quá trời, B-52 giờ đầy bầu trời ở ở vùng Bắc với Nam Hàn, cho nên chiến tranh nó sẽ xảy ra rất là ngắn trong một cái thời bất kỳ lúc nào kể từ ngay cái thời điểm này. Còn Việt Nam mình á, nó đi chung số phận của những cái ác, trong tương lai sẽ không còn cái ác trên thế gian này nữa, thì dân mới cơm no áo ấm. Chứ mừng quá hả? Rồi. Sư phụ cũng như là lo âm tự đường đi chưa tới, nên giữa đường kẻ nhạo người khinh, thôi thôi ta để mặc tình, dù ai chế nhạo chuyện mình lo. Thì bây giờ có nhiều người không có tin sư phụ, nhưng mà bây giờ nó thiệt vậy là như vậy thôi. Vàng thì là vàng, than thì là than nè. Thật, người có nhiều người không có tin là cơ trời hay là khó lắm, mấy người có tiền họ khó ngộ lắm. Dạ. Ok rồi, có gì nói riêng nói chuyện con nghe, bữa khác nói chuyện tiếp. Dạ, dạ, con dễ cho, dễ cho con đi. Rồi đây dễ, con dễ đây, rồi dễ rồi nè. Dạ. Tôi tinh tấn nha, nhớ giữ vững lòng dạ. tin nha. Rồi. Dạ, con cảm ơn sư phụ nhiều. Rồi, nhớ giữ giới số 12, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày á. Dạ, dạ, con cũng cố gắng đó sư phụ. Con có biết 12 giới luật của Thiên Tâm đúng không? Dạ biết. Này, đó là cái số 12 á. Con có biết, con ghi rồi chứ con đang cố gắng học, tại vì con cũng đang bận biểu, nhưng con chỉ nhớ hai giới luật đầu với giới luật thứ 12. Như là đủ xài rồi, như là đủ về trời rồi. Sư phụ hay dạy đó, sư phụ dạy từng nào con cũng coi đi sư phụ hết mà. Số 12 là đọc kinh ngồi thiền là được rồi. Dạ đó, nhưng mà con cũng đọc kinh rồi, con không được tinh tấn lắm, có nghĩa là con chưa có sự thường xuyên á, nhưng mà ngồi thiền thì con cũng có ngồi, nói chung là con đang tu rất là nhiều, cố gắng giỏi á. Rồi ok, sư phụ nói chuyện con sau nha. Chào. Dạ, con cảm ơn sư phụ. Chào sư phụ. Châu Kim hỏi lần này có chiến tranh Trung Cộng và Việt Cộng không chú? Có chứ, nó muốn cắt đôi nước Việt. Thí dụ nó đánh Đài Loan không khăn, nó quay mũi súng vô nước Việt, thì ai theo nó là theo, miền Nam theo Mỹ thì theo, nó tính hết. Nhưng mà nó tính đâu bằng ở trên tính đâu, trên tính đâu có để cho nước Việt thêm đau khổ nữa. Việt phải thống nhất, nên chớ nóng nảy sân si hư Việt, phải để chờ cái thằng gì đó, nó hồi quy.